Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, kính thưa chư quý đồng đạo kính mến, đến với chương trình của buổi lễ thuyết giảng hôm nay của ban tổ chức thị trấn Long Bình lần 6, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin đảm nhiệm công việc phụ trách điều hành chương trình buổi lễ thuyết giảng hôm nay. Trước tiên, cho tôi gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin thông qua chương trình của buổi lễ thuyết giảng hôm nay, phần A tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và nghi thức tôn giáo. Một, diễn văn khai mạc. Hai, đọc bài sứ mạng của Đức Thầy. Ba, đọc 8 điều răn cấm. Bốn, nội dung thuyết giảng đề tài đợt 1. Năm, giải lao 15 phút. Sáu, nội dung đề tài thuyết giảng đợt 2. Phần C, lời đáp từ của ban tổ chức và nghi thức bế mạc. Chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo xin được phép bắt đầu. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, các vị khách quý và cùng toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, để đáp ứng nhu cầu tu học của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở địa phương, hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và kế hoạch chương trình đạo sự của ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ 2014-2019, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân huyện An Phú và chính quyền địa phương, hôm nay ban tổ chức Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Long Bình long trọng tổ chức buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay đề nghị quan nhân chung. Xin chân thành cảm ơn. Về phía ban trị sự Trung ương, ban tổ chức xin trân trọng và giới thiệu nhị vị giáo lý viên. Ông Lê Quang Nghĩa là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo, xin trân trọng hoan nghênh. Và ông giáo lý viên Nguyễn Thành Úc và đề nghị hoan nghênh chung. Đến tham dự có sự tham gia của ông Trần Văn Lút, thành viên ban nghiên cứu ban phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và đề nghị hoan nghênh. Đặc biệt có sự tham dự của các ban trị sự trong và ngoài huyện cùng toàn thể các đồng đạo, chúng ta đề nghị hoan nghênh chung. Kính thưa quý vị, đến phần lễ nghi thức tôn giáo, trân trọng kính mời quý quan khách, chư quý đồng đạo đứng lên làm lễ nghi thức. Hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật đồng kính. Thôi, kính lễ Đức Huỳnh giáo chủ đồng kính. Xong, mời quý vị an tọa. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng và giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Son, là trưởng ban giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Long Bình, cũng là ban tổ chức, xin lên diễn đàn để đọc bài diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời ông. Đề nghị chúng ta hoan nghênh chung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa nhị vị giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý trung ương, kính thưa ông Trần Văn Lốt, thành viên ban đại diện tiểu ban nghiên cứu giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, kính thưa các ban trị sự các xã phường thị trấn trong và ngoài huyện, kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo về tham dự buổi lễ thuyết giảng hôm nay kính mến. Trong không khí thiêng liêng của buổi thuyết giảng hôm nay, với sự góp mặt đầy đủ của quý vị làm cho buổi thuyết giảng càng thêm long trọng. Vậy lời nói đầu tiên xin gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nhiệt liệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị, xuân mãn hè sang, thu tàn đông đến thấm thoát, chúng ta chuẩn bị kính mừng đại lễ đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 103 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đản sinh. Cho nên hôm nay chúng ta về đây dự đầy đủ làm cho buổi thuyết giảng càng thêm long trọng. Kính thưa quý vị, nói đến Pháp là nói đến những gì thâm thúy nhất trong Đạo Phật. Vì tầm quan trọng của Pháp đối với Đạo Phật ví như ánh sáng của mặt trời đối với muôn loài. Vì thiếu ánh sáng và khí trời, muôn loài sẽ cằn mòn tàn hoại. Nên Pháp được coi là một báo trong Tam Bảo. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có kêu đại đa thính chúng mà nói rằng: các con muốn đền ơn ta ư, thì giáo pháp ta đó, gắn mà học đi, cố mà hành đi, quyết mà truyền đi. Mọi công việc tán dương cúng dường Phật không bằng đem giáo pháp ta ra mà truyền bá. Hôm nay Đức Tôn Sư cũng ân cần dạy bảo cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Mục tiêu hoằng truyền của Đức Tôn Sư đã tròn 83 năm ngày khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Hôm nay trong ý thức tự giác bổn phận môn đệ của mình, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng khơi lại ngọn đuốc thiêng liêng để ánh sáng đạo pháp được lan tỏa nơi nơi, hầu đền đáp trong muôn một mà Đức Tôn Sư đã dày công dạy bảo. Đây trưng bày khuyên dình can kỹ đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành giả ái bắt non cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Những năm tháng nhọc nhằn phổ truyền mối đạo, Ngài cho biết thương quá sức bắt cùng tâm não quyết cứu người dùng đạo phổ thông. Và Ngài luôn kêu gọi chúng ta trên tinh thần đoàn kết chớ chia rẽ, phải đồng tâm lực khua giọng vàng đánh thức bốn phương, chấn hưng Phật giáo học đường dưới trên hòa thuận chọn đường uy nguyên. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát dẫn dắt dùng kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Nhận thức được lời dạy trên, hôm nay ban trị sự và đồng đạo thị trấn Long Bình tổ chức buổi lễ thuyết giảng trang nghiêm và long trọng. Vậy tôi xin thay mặt ban trị sự xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần 6 năm 2022. Trước khi dứt lời, kính chúc quý quan khách dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Kính chúc toàn thể quý vị đồng đạo sức khỏe luôn được dồi dào, đủ đầy nghị lực, tu mau đắc thành mãn kiếp, đồng được giảng sanh. Lễ phép kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo, xin trân trọng và kính mời đồng đạo Nguyễn Thị Bích Sơn lên đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Xin kính mời đồng đạo. Và đại nghị quan anh
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mây quen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quy thần đất Việt chứ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi những ân đức Phật, lòng đã quán đại từ bi. Hiềm gì nỗi cảnh quốc hoa gia dân, mai quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương canh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh gian khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân vì quốc. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngạo du tư hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liệu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng hòa bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đắng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chưa chan, thương bách tính tới hồi tai hòa, Phật Dương Đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lạc hồi long qua. Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư ban. Thiên Tào Đà xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ quân này, sải mê giặc dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đà trị tội. Xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ngã công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy chánh, thì mới mong thiên đình năng xa bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật.
trước biết có lực trời thương phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu. Kiến diện bậc chân sư tu hành mau đất quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bê mạc, thánh đạo trắng vô người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương quay rồi. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liệu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tới nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ai cùng thù đáp, những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta qua hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cơi đồng, chớ có dè đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày đã chờ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quý căn, gây gốc thuyền duyên cùng thầy tổ. Dưới dòng quyền diệu của thiên gia độ bình đệ cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cam lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lễ dân lầm than thông thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhàm tai. Đến trung tuần tháng tám, ta cùng đức thầy mới ta hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tình tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bao. Vẫn biết đời láng xa thông trì, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đau, nào quản sát thân. Kiếp chót này đây lại tiếc chi thân phàm tục, sống quỳ tình cốt nhục tương thân, cùng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt đôi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo xin trân trọng và kính mời đồng đạo Trần Văn Liêm lên đọc lại bài Tám Điều Răn Cấm. Và đại nghị Quang Anh Trung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời phiên bổn đạo, khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường.
Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chánh. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa. Và đạo lý đừng ích kỷ và chú phụng kẻ giàu sang của người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kiêng trời Phật thần thánh hoặc sai hay quyền của, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cũng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi chúng sẽ ăn nguyên, sẽ nhiễm hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau với con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về nó cõi Tây Phương an dưỡng mạp đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc gánh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung duy hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui làm thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Thân ái lễ phép kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên, xin trân trọng đồng đạo Quỳnh Giang Long đọc một đoạn sấm thi của Đức Thầy. Xin trân trọng kính mời đồng đạo và đề nghị quan anh. Nam mô A Di Đà Phật. Chốn sân lạnh bay giờ mù mịt, cho nên dân dài chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giống dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi? Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chừng lập hỏi khỏi thua khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức giấc diệu ba tánh. Nam mô Tam Giáo Quy Nguyên, phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bồ Ngọc Giảng Lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu.
kỳ và thức tâm tìm đạo lý. Tuyệt đắng lui bài hộp cầu. Nam mô A Di Đà. Tiếp theo xin trân trọng và giới thiệu ông Trần Văn Liêm là thư ký ban trị sự lên diễn đàn đọc lại đáp từ của ban tổ chức. Kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và hai vị giáo lý viên ban phụ truyền ban trị sự trung ương. Kính thưa cùng các ban trị sự trong huyện và ngoài huyện An Phú thân mến. Kính thưa quý vị đồng đạo. Trong không khí vui tươi là niềm phấn khởi sau 2-3 giờ của buổi thuyết giảng hôm nay của ban trị sự thị trấn Long Bình lần thứ 6 năm 2022. Lời nói đầu tiên gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe là lời chào trân trọng nhất của chúng tôi và xin chân thành cảm ơn. Đến giờ này chương trình đã diễn ra thành công trọn vẹn. Tuy thời gian không dài nhưng vô cùng ý nghĩa. Chúng ta đã được đón hai vị giáo lý viên ban trị sự trung ương không ngại đường xá xa xôi vì tiền đồ Phật Pháp, đem sự kiến thức và tìm hiểu ý nghĩa giải trình trong giáo lý của Đức Thầy rất là phong phú, mạch lạc, để nói lên những cái đại ý Phật Pháp nhiệm màu của Đức Phật, Đức Thầy để sủng dương chánh Pháp như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói. Giúp mê tâm, giúp điều hờn ghét, gắn cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến, quý vị đồng đạo gần xa về đây tham dự buổi thuyết giảng hôm nay để nói lên tinh thần đoàn kết, thương thầy mến đạo, lắng nghe dẫn dữ tinh thần đạo đức, trang nghiêm niềm tin trọn vẹn của buổi thuyết giảng hôm nay và thành công tốt đẹp. Ban trị sự, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ an ninh trong suốt thời gian thuyết giảng. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tạo mọi điều kiện ban trị sự của chúng tôi thuyết giảng một tháng một lần. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các anh em ban trụ phòng, âm thanh ánh sáng, trật tự và dân dân. Kính thưa quý vị đồng đạo thân mến, trước khi dứt lời, ban tổ chức không biết nói gì hơn chúc cho quý vị thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, vạn sự tốt lành như lời Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nói. Từ trên tới dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang, thân ái lễ phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Và kính thưa chư quý đồng đạo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể chư quý đồng đạo đứng lên. Kính thưa quý vị, xin thay mặt cho anh Út Sói đại diện ban đại diện tỉnh An Giang, kính mời các ban trị sự trong huyện An Phú đó, ngày mùng 3 chúng ta sẽ họp định kỳ ở chùa An Hòa Tự B, xã Khánh An. Thì xin chuyển lời mời toàn thể quý vị đến tham dự. Vậy tất cả hướng về lễ đài kính lễ Đức Phật kính. Xong. Kính lễ Đức Thầy kính. Xong. Kính mời quý vị nghỉ trong đôi phút rồi vào bên trong dùng buổi cơm.